Duy Mạnh tấn công dữ dội Trương Hồ Phương Nga có đáng mặt đàn ông. Vụ án tình tiền giữa Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ dường như vẫn chưa hạ nhiệt, khi mới đây ca sĩ Duy Mạnh đã bày tỏ quan điểm riêng, làm dấy lên những ý kiến trái chiều. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Duy Mạnh đã tranh luận với bạn bè khán giả về những vấn đề xoay quanh vụ kiện Trương Hồ Phương Nga, Cao Toàn Mỹ bằng cách đưa ra quan điểm gây sốc. Không có hợp đồng tình ái trị giá 16,5 tỷ nào vì không có chữ ký của hai người trên giấy tờ. Bảo vệ quan điểm của mình, Duy Mạnh nói thêm, nếu trong suốt quá trình yêu 2-3 năm, Cao Toàn Mỹ chuyển tiền cho Phương Nga nhiều lần thì nghe hợp lý. Còn nếu trong thời gian ngắn chuyển 16,5 tỷ thì chỉ có thể là tiền làm ăn. Cùng với đó, Duy Mạnh khẳng định, Hoa hậu Phương Nga là một người không vừa. Anh dẫn link bài báo cho thấy, Hoa hậu sinh năm 1987, từng bị mẹ kiện ra tòa vì chiếm hai miếng đất bà nhờ cô đứng tên giúp. Mẹ phải kiện con gái mình, mà con mình là người nổi tiếng, miễn bàn miễn giải thích, mẹ con đưa nhau ra pháp luật còn giải thích làm gì cho mệt, Duy Mạnh viết. Duy Mạnh cũng không ngại chê bai nhan sắc của Hoa hậu bằng lời nhận xét khá cay nghiệt, đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. 16,5 tỷ đồng, hoàn toàn có thể cặp với 100 em đẹp hơn Hoa hậu Phương Nga. Trước những lời chỉ trích vì không đáng mặt đàn ông khi hạ bệ một phụ nữ, Duy Mạnh giải thích mình không bao giờ chê phụ nữ xấu, nhưng phụ nữ đẹp không được định giá bằng tiền. Một khi phụ nữ đã được định giá bằng tiền thì anh có quyền chê xấu hoặc đắt rẻ. Đây không phải lần đầu những quan điểm của Duy Mạnh khiến nhiều người chú ý. Đầu năm 2017, Duy Mạnh cũng đã có màn đấu khẩu trên Facebook cá nhân với ca sĩ Tuấn Hưng, khiến không ít người phải giật mình vì độ táo bạo của anh. Sự việc này nhanh chóng trở thành tâm điểm, một trong những miếng mồi ngon để cộng đồng mạng các trang tin mang ra soi xét và mổ xẻ. Những đánh giá có phần chủ quan nghiệt ngã của Duy Mạnh đôi khi không hẳn là sai, thậm chí có những ý đúng, nhưng vì sao số đông dư luận đều không có thiện cảm, không thể chia sẻ với anh? Đầu tiên, phải kể đến cách diễn đạt ngôn ngữ là phủ và thô. Chưa kể với trường hợp của Hoa hậu Phương Nga, khi tòa án còn chưa có phán quyết cuối cùng thì những lời lẽ của Duy Mạnh là quá nặng nề đối với một người phụ nữ. Cho dù Hoa hậu Phương Nga bị mang tội danh lừa đảo hoặc là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, thì một người của công chúng có tiếng nói trong dư luận như Duy Mạnh vẫn không thể tùy ý phán xét bằng cách nhìn nhận ngôn ngữ chủ quan mang tính miệt thị người khác. Dường như chưa bao giờ nghệ sĩ với công chúng, nghệ sĩ với nghệ sĩ lại gần nhau đến thế. Khi mạng xã hội ngày càng phát triển, khoảng cách giữa nghệ sĩ với công chúng trước đây chính là sân khấu và cái màn hình TV. Qua các màn hình TV hay đứng cách nghệ sĩ bởi một sân khấu dù lớn hay nhỏ, khán giả mới nhìn thấy nghệ sĩ, tương tác được với nghệ sĩ. Khoảng cách đó bây giờ đã được thu hẹp lại tới mức gần nhất có thể ngay khi các mạng xã hội ngày một mọc ra nhiều hơn. Từ Facebook, Zalo, Twitter và Instagram, bất cứ mạng xã hội nào mà nghệ sĩ sử dụng chắc chắn sẽ có hàng nghìn lượt theo dõi của fan, cập nhật thông tin, hình ảnh hàng ngày. Bất kể đó chỉ là một status ngắn, một bức hình của thần tượng, chắc chắn sẽ có hàng nghìn lượt fan hâm mộ nhảy vào ngay lập tức, bấm like, share, comment, thậm chí tải về và thay ảnh đại diện cho chính trang cá nhân của mình. Và cũng có hàng nghìn những người được cho là anti-fan cũng sẵn sàng soi mói dòng trạng thái hành động của nghệ sĩ. Vì thế người ta nói, chơi mạng xã hội chẳng khác nào con dao hai lưỡi. Có thể tung hô họ, có thể khen cho chết hoặc dìm nhau bất cứ lúc nào. Với một nghệ sĩ, lời nói hành động của họ cũng đã có sức ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so với những người khác. Hiện tại trang Facebook cá nhân của Duy Mạnh có đến hơn 600.000 lượt theo dõi. Trang fanpage cũng có hơn 90.000 lượt thích. Bởi thế nên chỉ một status trên Facebook cũng đủ gây sức ồn ào dư luận rất nhiều ngày trời. Tất nhiên bày tỏ quan điểm, cảm xúc cá nhân là quyền của mỗi người, nhưng khi gánh trên vai trọng trách là người của công chúng, được triệu người quan tâm, dù muốn hay không, Duy Mạnh vẫn cần cân nhắc về phát ngôn của mình trên mạng xã hội. Đôi khi, dư luận phản ứng không hẳn vì quan điểm Duy Mạnh nói đúng hay sai, mà chính bởi cách anh bày tỏ diễn đạt điều đó. Không chỉ riêng Duy Mạnh, một số nghệ sĩ Việt đã và đang mắc phải sai lầm này, đó là lối ứng xử thiếu tỉnh táo, nghĩ gì nói nấy, coi trang Facebook cá nhân là nhà của mình, ai không ưa thì tiễn. Tuy nhiên, với một số nghệ sĩ có tầm, họ phải hiểu rằng đó không chỉ đơn giản là nơi bày tỏ cái tôi cá nhân, mà còn góp phần xây dựng thương hiệu, hình ảnh của mình và thể hiện văn hóa sự tôn trọng công chúng. Bài học cho những người của công chúng coi thường mạng xã hội, nghĩ gì nói đấy, thích lăng mạ chửi tục ai, là câu chuyện mới nhất giữa cụ người mẫu Trang Trần và nghệ sĩ Xuân Hương.
Sau clip Trang Trừng công khai lăng mạ mình, nghệ sĩ Xuân Hương đã kiện cô ra tòa, nhờ luật sư bảo vệ để lấy lại danh dự cho mình. Chưa cần biết sự việc sẽ được giải quyết ra sao, nhưng chỉ qua phản ứng bức xúc, kêu gọi tẩy chay từ công chúng, có thể thấy Trang Trừng là người đầu tiên thiệt hại chỉ vì vạ miệng. Vợ bị chê vừa già vừa xấu, Phan Hiển dẫn đầu top sao nam đáp trả đanh thép. Nhiều sao Việt đã bức xúc lên tiếng trước những lời chỉ trích nhan sắc một nửa của mình. Để đến được với nhau, Khánh Thi và Phan Hiển đã phải trải qua khá nhiều biến cố và ồn ào dư luận. Đa số đều cho rằng Phan Hiển bị Khánh Thi cho vào chồng vì một người lớn hơn 12 tuổi, nhan sắc lại không quá lung linh, nhưng đã lấy được con trai của một gia đình giàu có. Một số anti-fan còn chỉ mũi dùi vào nhan sắc mờ nhạt của Khánh Thi khi không trang điểm. Mỗi lần bên cạnh chồng, Khánh Thi thường để mặt mộc chứ không lộng lẫy như thường thấy trên sân khấu. Gần đây nhất, Phan Hiển đã lên tiếng trước những chỉ trích không hay về vợ. Phụ nữ nào không thích mình đẹp, nhưng nàng hay để mặt mộc nhiều bởi vì mình không thích nàng trang điểm nhiều. Lý do vì lần đầu tiên gặp đã thích nàng ở trạng thái không son phấn. Hai nữa là mình thuộc tiếp người không thích con gái lúc nào cũng trát một đống phấn lên mặt. Chia sẻ của Phan Hiển ngay lập tức nhận được vô số lời khen của fan. Mặc dù còn trẻ, nhưng lối suy nghĩ chín chắn và sâu sắc của anh đã khiến bà xã bớt nỗi buồn khi bị chê già xấu hơn chồng. Làng giải trí không hiếm những lần sau việc đứng lên bảo vệ người yêu, vợ của mình trước dư luận khi bị chê về nhan sắc. Đối với những sau việc này, đó là cách tổn thương sâu sắc nhất với người phụ nữ, bởi đã là phái nẹp, ai cũng muốn mình xinh đẹp nhất khi bên cạnh chồng và con. Nổi tiếng là một nghệ sĩ khá hiền lành và kính tiếng trong giới showbiz, nhưng anh Bo cũng có lúc nổi đoá trước những bình luận không hay, có phần ác ý của cư dân mạng về nhan sắc vợ mình. Giọng ca Mãi Mãi Một Tình Yêu từng nhắn nhủ trên Facebook cá nhân, thời gian qua có nhiều ý kiến bình luận không hay về anh và Thủy Tiên, nhưng không vì vậy mà tình cảm của anh và các em thay đổi. Anh chỉ muốn nhắn nhủ những người bình luận không có thiện chí là đừng so sánh giữa cái đẹp và cái xấu, vì cũng có nhiều người lấy đẹp rồi chia tay. Ở đây, anh chọn là những gì anh cảm thấy hạnh phúc nhất. Theo Đan Trường, đẹp là ở tâm hồn, đẹp là ở cư xử và sự giỏi giang, đẹp là biết lễ nghĩa công dung ngôn hạnh của người con gái. Nếu mình chỉ biết chọn cái đẹp cho bề ngoài, thì thử hỏi một ngày nào đó, người ấy xấu xa đi, thì mình còn yêu được nữa hay không? Đỗ An thời còn yêu Lê Thúy đã gặp không ít xì xào bàn tán. Hầu hết mọi người đều nói cả hai không hợp về ngoại hình. Không chỉ vì Lê Thúy có phần kém sắc hơn chồng, mà cô còn cao hơn Đỗ An cả một cái đầu. Nói về nhan sắc của vợ, Đỗ An cho biết anh hoàn toàn bị thu hút ở cô từ cái nhìn đầu tiên. Người đàn ông không thể yêu một người phụ nữ không làm anh ấy bị cuốn hút và hứng thú bởi vẻ đẹp ngoại hình. Tôi đã yêu Thúy đến mức muốn xây dựng gia đình với cô ấy. Điều này nói lên rất nhiều cảm nhận tôi dành cho Thúy. Trước đây, siêu mẫu Vrabang từng dành nhiều lời khen tốt đẹp nhất cho tư cách và ngoại hình của Thúy. Tôi nghĩ những ý kiến trái chiều khác về nhan sắc bạn gái mình đều là vô nghĩa. Không chỉ có vậy, khi được hỏi tính cách nào ở Lê Thúy đã chinh phục trái tim anh, Đỗ An cho biết đó là cách cư xử và sự chia sẻ của cô ấy với những người xung quanh, nhất là những người kém may mắn hơn. Chính vì lẽ đó anh đã không thể thoát được lưới tình này. Sau nhiều năm sống với tin đồn về giới tính, Phủ Hà đã chính thức công khai người vợ lặng lẽ bên cạnh anh hơn 20 năm. Bà xã nam ca sĩ tên Huyền Vân, hơn chồng 8 tuổi, cũng từng đi hát. Tuy nhiên, Vũ Hà cũng ngậm ngùi cho hay, thời điểm ban đầu khi đến với nhau, cả hai bị phản đối gay gắt. Bố mẹ Hà không chấp nhận con dâu lớn tuổi như tôi, còn gia đình tôi thì nghĩ Hà chỉ vì vật chất. Lúc đó gia đình tôi thuộc hàng khá giả ở Sài Gòn, nên ông bà phản đối kịch liệt lắm. Thêm nữa bạn bè cứ nói ra nói vô nhiều, lúc tôi cũng tuyệt vọng và muốn chia tay. Nhưng nghĩ hạnh phúc của mình thì phải tự giữ lấy, nên cả hai cố gắng vượt qua, vợ Vũ Hà kể. Nam ca sĩ Vũ Hà luôn xuất hiện với hình tượng bảnh bao và trẻ trung trên sân khấu, nên khi hỏi về cảm giác bị người khác chê vợ anh trông già hơn anh tới cả chục tuổi như thế nào, thì Vũ Hà cho hay, bây giờ thì tôi thấy bình thường, nhưng 20 năm trước tôi có chút ngại ngùng khi song hành cùng vợ. Tôi bị dị ứng khi nghe bạn bè chọc ghẹo chê cười, nghe những lời đó tôi giận lắm, từ mặt không chơi ngay. Giờ đây dẫn vợ đi sự kiện, tôi không khổ sở vì sợ người khác bình luận về ngoại hình đối lập của vợ chồng. Tôi quan niệm cuộc sống là của mình, họ không sống cuộc đời của mình nên không hiểu được. Song Hye Kyo, cô gái lận đận đường tình duyên và chỉ có Song Joong Ki mới phá được lời nguyền. Song Hye Kyo sinh năm 1981, ngay từ khi còn trẻ đã nổi tiếng với vẻ đẹp hoàn hảo không tì vết của mình. Cô bắt đầu nổi danh khắp châu Á với bộ phim Trái Tim Mùa Thu năm 2000.
Đối với thế hệ 8X, 9X, có ai lại không thổn thức trước mối tình đau thương của cặp anh em giả Jeonsu và Eunseo do Song Hye Kyo và Song Si-hun thử vai. Cứ thế, những chuyện tình buồn dường như vẫn vào cuộc đời của cô gái xinh đẹp này. Năm 2003, Song Hye Kyo đóng chung bộ phim On In với Lee Boon-hun. Vào thời điểm đó, Song Hye Kyo là mỹ nữ mới nổi. Vẻ đẹp tươi trẻ khiến người khác chỉ muốn ngắm nhìn. Cô cũng chưa từng yêu ai và Lee Boon-hun chính là mối tình đầu của nữ diễn viên. Trong khi đó, Lee Jong-hun là đàn anh dày dặn kinh nghiệm tình trường, là ngôi sao hạng A và nổi tiếng đào hoa của K-pop. Cặp đôi trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, dù rằng Song Hye Kyo vốn là cô gái không thích phơi bày sự riêng tư của mình giữa thanh thiên bạch nhật. Song Hye Kyo ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm của mình và thường hẹn hò ở nước ngoài với người yêu. Tuy nhiên, sau đó một năm cặp đôi chia tay, lý do đưa ra rất kinh điển là lịch trình của họ quá bận rộn nên không thể gặp gỡ thường xuyên. Nhưng cũng có thông tin cho hay, Lee Jong-hun đã ngoại tình cùng với cô gái khác và Song Hye Kyo không thể chịu đựng được cuộc sống tình dục bê bối của người yêu. Sau khi chia tay đàn anh, người đẹp đau khổ một thời gian dài và chuyện này khiến cô tổn thương tới mức sẽ từng tuyên bố không làm bạn với người yêu cũ. Đó có thể là một điều nhỏ nhặt hoặc một lời nói dối bé nhỏ. Nhưng một người phụ nữ thì muốn biết tất cả về người đàn ông của mình. Những thứ nhỏ nhặt có thể được che đậy tạm thời bằng những lời nói dối, nhưng nó sẽ trở thành vấn đề lớn trong tương lai. Năm 2014, Song Hye Kyo tham gia bộ phim Full House, Ngôi Nhà Hạnh Phúc cùng với Biren. Thực ra, rất nhiều người trong ngành tiết lộ rằng, sau khi đóng phim cùng với nhau, Biren rất yêu mến Song Hye Kyo. Tuy bộ phim kết thúc, nhưng anh vẫn tìm đến trường quay phim Tôi và Bạn Gái Tôi năm 2005 để mua cà phê cho cô. Tuy nhiên, đó có lẽ là thời điểm Song Hye Kyo vẫn còn đau đớn mối tình đầu nên cô không đáp lại tình cảm của Biren. Sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, đến năm 2008, Song Hye Kyo mới trở lại với bộ phim Thế Giới Họ Đang Sống và phải lòng nam diễn viên Hoon Bin. Rút kinh nghiệm từ mối tình đau đớn lần đầu, khi tuyên bố hẹn hò với bạn diễn Hoon Bin lần này, Song Hye Kyo tỏ ra khá thận trọng. Cả hai hiếm khi được nhìn thấy đi cùng nhau và luôn từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến mối quan hệ của họ với báo chí. Tuy vậy, chuyện tình này cũng không kéo dài lâu. Cả hai tuyên bố chia tay vào thời điểm Hoon Bin nhập ngũ năm 2011. Một lần nữa, chuyện tình đẹp của Song Hye Kyo lại thất bại, nhưng đáng buồn hơn, cô lại là người bị chỉ trích. Hoon Bin công khai chuyện chia tay sau khi đã nhập ngũ, nên nam diễn viên dường như ít phải chịu đựng ảnh hưởng tiêu cực như Song Hye Kyo. Trong khi đó, ngoài Song Hye Kyo đối mặt với một loạt những lời mỉa mai rằng cô đóng phim nào cũng hẹn hò với bạn diễn phim đó, cô là một cô gái thích đông đưa và lẳng lơ nhưng lại chẳng thể giữ nổi người mình yêu. Nhưng có ai lại có thể cưỡng lại sức hút từ cô gái đáng yêu, tính cách vui vẻ, độc lập, lại tài giỏi xinh đẹp như Song Hye Kyo? Rất nhiều bạn diễn khen ngợi cô và phải chăng đó là điều khiến các fan của họ ganh tị? Chỉ biết rằng chính bản thân Song Hye Kyo lần nào cũng yêu hết mình, nhưng rồi lại chỉ nhận được tổn thương. Đó cũng chính là lý do khiến anh chàng Song Joong Ki đã rất khó khăn vất vả mới có thể tán đổ được trái tim đàn chị. Song Hye Kyo giống như chim sợ cành cong, cô cảm thấy phản cảm với việc yêu đồng nghiệp và không thích chuyện tình yêu của mình bị đem ra xăm xôi. Bạn bè tiết lộ, Song Joong Ki đã phải mất một thời gian dài chứng tỏ mình là một người đàn ông đáng tin cậy, dù rằng ít tuổi hơn đàn chị. Từ việc yêu đương hẹn hò đến việc công khai, Song Joong Ki lúc nào cũng đặt quyền lợi và mong muốn của Song Hye Kyo lên hàng đầu. Cặp đôi cùng áp dụng chính thức hẹn hò rất độc đáo. Họ luôn đi chung với một nhóm bạn một cách công khai, để mọi người hiểu nhầm rằng cả hai chỉ có tình cảm bạn bè. Họ đi ra nước ngoài du lịch riêng tư và khi đã bị lộ, Song Joong Ki quyết định công khai một cách rất đàn ông. Nhìn những cử chỉ quan tâm chăm sóc Song Joong Ki dành cho Song Hye Kyo, nhìn cách anh chăm lo đến tâm lý của cô, đến những kế hoạch anh sắp xếp để công khai tình cảm, người hâm mộ Song Hye Kyo nhận ra rằng cuối cùng thì người đẹp cũng đã tìm được người đàn ông của đời mình. Cuối cùng thì Song Joong Ki cũng xuất hiện, phá tan lời nguyền hẹn hò bất thành của Song Hye Kyo. Chúc phúc cho cặp đôi sẽ luôn hạnh phúc.